Những kẻ nổi loạn, đó là từ mà lãnh đạo Hồng Kông Carrie Lam gọi những người tham gia những cuộc biểu tình bạo động hôm Chủ nhật 14 tháng 7. Từ này đã khiến nhiều người biểu tình tức giận vì tội nổi loạn có thể bị lĩnh án 10 năm tù. Bà Lam tuyên bố như vậy trong chuyến thăm bệnh viện nơi 6 cảnh sát viên đang được điều trị chấn thương do đụng độ với người biểu tình, trong đó có một cảnh sát viên bị người biểu tình cắn đứt ngón tay. Theo thống kê của chính quyền Hồng Kông, tổng cộng 28 người từ cả hai phía đã bị thương, và theo cảnh sát trưởng, hơn 40 người bị bắt giữ. Hôm thứ Hai, 15 tháng 7, bà Lam kêu gọi công chúng thông cảm hơn nữa cho chính quyền. Hôm 15 tháng 6, tôi đã tuyên bố là sẽ ngưng hoàn toàn những việc liên quan đến quá trình xem xét dự luật dẫn độ. Tôi hy vọng xã hội có thể hiểu rằng vấn đề gây ra biểu tình không còn nữa. Chúng tôi đã cân nhắc tất cả những nhân tố và đưa ra những phản hồi mang tính thực tiễn. Chúng tôi hy vọng xã hội hiểu được điều này. Biểu tình ở Hồng Kông ban đầu là để phản đối dự luật dẫn độ, nay chuyển sang nền dân chủ cùng nhiều vấn đề khác trong xã hội. Đây là đợt khủng hoảng chính trị lớn nhất ở vùng lãnh thổ này kể từ khi được Anh trao trả cho Trung Quốc năm 1997. Cuối tuần qua, người biểu tình vẫy cờ Anh và cờ Mỹ. Họ còn dương biểu ngữ kêu gọi Tổng thống Donald Trump giúp giải phóng thành phố này. Người biểu tình vẫn đang yêu cầu chính quyền chính thức rút lại dự luật dẫn độ, bà Lâm từ chức, cũng như rút lại từ nổi loạn để gọi người biểu tình. Nhưng tất cả yêu cầu này chưa được đáp ứng, nên Hồng Kông chuẩn bị chứng kiến thêm nhiều cuộc biểu tình nữa trong những tuần tới. Trong khi đó, các nhà lập pháp ủng hộ dân chủ cho rằng Hồng Kông đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị và quản trị lớn nhất. An eye for an eye, retaliatory kind of approach. Phương cách trả đũa mạng đổi mạng này giữa cảnh sát và người biểu tình đã trở nên căng thẳng đến mức Hồng Kông cảm thấy khó giải quyết. Đây rõ ràng là cuộc khủng hoảng chính trị và quản trị lớn nhất mà Hồng Kông phải đối mặt từ xưa đến nay. And the Hong Kong government has successfully plunged Hong Kong into complete. Chính quyền Hồng Kông đã đẩy Hồng Kông vào bất ổn toàn diện. Bà Carrie Lam cứ tiếp tục lẩn tránh, nhưng bà không thể quản trị Hồng Kông. Nếu bà ấy nghĩ đó là cách bà ấy chứng tỏ sự quản trị mạnh mẽ ở Hồng Kông, thì bà ấy đang chế nhạo cụm từ đó. Các nhà lập pháp ủng hộ dân chủ cũng kêu gọi người biểu tình và cảnh sát giảm bớt bạo lực. Tôi xin kêu gọi cả cảnh sát lẫn người biểu tình giảm bớt bạo lực. Nhất là cảnh sát, vì họ có lực lượng mạnh hơn nhiều so với người dân. Nếu bạo lực được dùng mạnh hơn, thì Hồng Kông sẽ tiêu. Trong tháng qua, Hồng Kông bị rúng động bởi hàng loạt cuộc biểu tình lớn, đôi khi rất bạo động, phản đối dự luật dẫn độ. Nhiều người Hồng Kông xem dự luật này là mối đe dọa đến các quyền tự do của người dân.